Nhiên ra, Harry và Meghan đã thua trong chiến dịch chống lại gia đình. Nhà bình luận hoàng gia Daniela Elser cho rằng chiến dịch chống lại gia đình của vợ chồng hoàng tử Harry đã phản tác dụng và sự nổi tiếng của họ ngày càng giảm. Harry và vợ Meghan đã dành hai năm qua để tiến hành một cuộc đấu trí và chiến lược PR không hồi kết nhằm chống lại hoàng gia. Nhà xác xét đã ném rất nhiều lời chỉ trích vào Charles, Camilla, William kết và toàn bộ chế độ quân chủ, nhưng kết quả họ nằm ở bên thua cuộc nhà bình luận hoàng gia Daniel Laelser nói. Gần đây nhất, hoàng tử Harry phát hành cuốn hồi ký Spare, trong đó chỉ trích một số thành viên trong gia đình hoàng gia và tiết lộ nhiều góc khuất cuộc đời anh. Theo bà Elser, dù Spare trở thành cuốn sách bán chạy nhất chỉ sau một đêm, nó cũng khiến nhà sắc xếp phải trả giá đắt. Bà Elser chỉ ra Meghan và Harry đã trở thành trò cười ở Mỹ khi các ngôi sao như Chris Rock, Jimmy Kimmel và Trevor Noah đều đem họ ra pha trò công tước và nữ công tước xứ sắc xét cũng trở thành nhân vật bị chế giễu trong series phim hoạt hình Shaw Park. Đây là cái giá mà gia đình sắc xét phải trả cho chiến dịch PR của họ. Harry có thể đang chiến đấu để giành được một số thừa nhận hoặc lời xin lỗi từ gia đình anh ấy. Nhưng kết quả nhận được chỉ là sự im lặng của cung điện, sự từ chối của vua cha và lượng lớn người Mỹ đã rời bỏ họ, bà Elsa nói. Bà Elsa nói rằng dấu hiệu thua cuộc dễ nhận thấy nhất của Harry và Meghan là đồ nổi tiếng của họ bị giảm sút. Các cuộc thăm dò cho thấy sự nổi tiếng của nhà xác xếp đã giảm đáng kể ở Mỹ từ khi phát hành Spare. Hoàng tử Harry có thể xếp hạng âm 10, giảm 38 điểm kể từ tháng 12, theo khảo sát của Redfield and Winton, được thực hiện vào tháng 2 sau khi Spare lên kể. Tương tự, Meghan có xếp hạng âm 17, giảm 40 điểm kể từ tháng 12. Harry không thể giành chiến thắng trong chiến dịch mà anh ấy đã tiến hành để chống lại gia đình hoàng gia. Ngay bây giờ, có vẻ công tước và nữ công tước xứ sắc xét đang thua trong cuộc chiến với Charles, bà Elsa nói. Meghan và Harry đã được vua Charles để ta mời tham dự lễ đăng quang diễn ra vào ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, hiện vợ chồng Harry chưa đưa ra quyết định họ có tham dự hay không. Hoàng gia đã lên hai kịch bản để chuẩn bị cho lễ đăng quang, một có sự xuất hiện của nhà sắc xét và một là họ không tham dự. Vào hôm 27 tháng 3, Harry bất ngờ trở về London tham dự vụ kiện với một tờ báo Anh, nhưng nguồn tin hoàng gia cho biết vua sát để Tam đang bận và dự kiến không gặp con trai út vào dịp này.